mình đi học đây. Và mình sẽ đưa các bạn những cái danh sách của các trường đại học về hệ ngôn ngữ, thì các bạn hãy xem cái hình ảnh bên đây ha. Cho các bạn xem. Và cái thứ hai mình muốn chia sẻ là về cái người bạn hỏi mình là sau khi mà em học 2 năm xong hệ ngôn ngữ rồi thì em có thể ở lại Đài Loan làm việc hay không? Thì mình câu hỏi này á nó tùy thuộc như mình nói rồi. Câu hỏi này nó tùy thuộc vào các bạn có được cái người cái công ty mà bảo lãnh các bạn để họ làm visa cho các bạn làm việc hay không. Cái câu hỏi này tùy thuộc vào cái vấn đề đó. Tức là các bạn sẽ cần là có công ty nào bảo lãnh các bạn nhờ chịu nhận các bạn làm hay không thì họ sẽ bảo lãnh các bạn làm visa, tức là hỗ trợ các bạn làm visa làm việc. Thì đó là cái câu hỏi mình muốn trả lời cho các bạn khi bạn hỏi về cái du học hệ ngôn ngữ. Và cái cuối cùng là chúc các bạn bạn nào mà có mong muốn đi làm đại học du học thì nếu các bạn cần thắc mắc câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại. So hello, xin các bạn, chào mừng lại kênh của Henry Kalu. Thì hôm nay Henry Kalu sẽ tiếp tục cái chuỗi chương trình là du học từ A đến Á cùng Henry Kalu với mùa 2 của 2022. Thì đây là video đầu tiên của năm. Thì hôm nay chủ đề của ngày hôm nay là mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái chương trình gọi là du học hệ ngôn ngữ tại Đài Loan. Thì sắp tới là theo mình được biết, mình đọc trên báo thì là ngày 1 tháng 3 là họ sẽ bắt đầu họ mở lại chương trình đó và cho các bạn cho phép các bạn đăng ký và các bạn có thể nhập cảnh vào ngày 1 tháng 3. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái tấm này ha. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một số những cái lưu ý của các bạn khi mà các bạn đi theo cái hệ ngôn ngữ này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp theo vào cái chương trình tiếp tiếp. Ok, thì mời các bạn đón xem nhé. So long rồi. Thì tiếp theo cùng của chương trình của ngày hôm nay thì mình sẽ tổng kết sơ lược lại cũng cái thứ nhất là những cái câu hỏi của các bạn hỏi của mình về cái chương trình du học là từ hệ ngôn ngữ này. Trước mắt thì các bạn sẽ chắc chắn một điều của các bạn sẽ quan tâm với chính là chi phí, đúng không? Thì chi phí sinh hoạt của tại Đài Loan, khi các bạn du học Đài Loan á, thì nó sẽ tùy thuộc vào thứ nhất là về địa lý nè. Ví dụ đi thì Đài Loan sẽ có ba cái gọi là thành phố mà nổi tiếng nhất. Thứ nhất chính là Đài Bắc, thứ hai chính là Đài Trung, và cái thứ ba là Cao Hùng. Thì những cái vùng này nó sẽ có những cái mức chi phạt chơi gọi là chi phí sinh hoạt khác nhau. Ví dụ Đài Bắc thì Đài Bắc chính là cao nhất, mức chi phí cao nhất. Tiếp theo đó chính là Đài Trung, và cái mình nghĩ rằng là mức chi phí mà dễ sống nhất chính là Cao Hùng. Thì đối với các bạn mà đi du học hệ ngôn ngữ này thì các bạn nên lưu ý cái chuyện là cái nơi mà các bạn chọn để các bạn học nha. Thì những cái nơi đó nó sẽ có những cái chi phí sinh hoạt khác nhau. Thì đây mình chỉ nói là chung và cũng như là ý kiến cá nhân của mình. Tại vì cũng có rất là nhiều người họ, thì nói chung tùy các bạn thôi, các bạn có thể gọi là cân đông đong đếm. Nhưng mà trước mắt thì hiện tại thì mình đang sống tại Cao Hùng. Thì nếu mà các bạn mà một tháng mà các bạn ăn bình thường rồi đó thì đâu đó nó chỉ khoảng mà 10.000 thôi, chỉ khoảng 10.000 cho tới 15.000 là đó là tiền ăn với tiền ở của mình nha các bạn. Thì đó chính là cái kinh nghiệm của mình. Và cái thứ hai nữa mình muốn đề cập với các bạn khi các bạn hỏi là khi qua đây thì cái văn hóa như thế nào, cũng như là cái cách sống của họ như thế nào. Thì mình sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm cá nhân của mình cũng như là cái cảm nhận của mình hả các bạn ha. Thì khi các bạn qua đây thì một điều mình chắc chắn các bạn sẽ gặp đó chính là các bạn sẽ bị sốc văn hóa, đúng không? Cái đó là điều các bạn sẽ gặp. Nhưng mà mình nghĩ rằng là từ từ các bạn cứ từ từ, một tháng hai tháng các bạn cũng sẽ quen thôi, và các bạn cũng sẽ quen được cái nhịp sống của họ. Và cái điều mà mình muốn lưu ý các bạn nữa chính là về cái mình có thể gọi là cái món ăn ha. Cái đồ ăn thì cái gia vị của họ thì chắc chắn là sẽ khác người Việt Nam mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn chỉ cần gọi là ăn uống từ từ, gọi là mình gọi là nhập gia đi tục rồi, đúng không? Thì các bạn trong vòng 1 đến 2 tháng 3 tháng gì đó các bạn cũng sẽ quen rồi. Và cái có một câu hỏi kế tiếp của các bạn hỏi mình là khi mà các bạn học du học hay ngôn ngữ nữa, đó chính là cái về cái vấn đề gọi là chỗ ở. Thì mình sẽ có hai cái option hả cho các bạn. Thứ nhất các bạn có thể gọi là ở ký túc xá nè. Cái thứ hai là các bạn có thể gọi là thuê ở ngoài. Thì mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn lần đầu tiên mới qua thì các bạn nên chọn ký túc xá để các bạn có thể ở quen dần trước, và sau đó các bạn có thể ra ngoài ở cũng được. Thì đó là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mà mình du học ở đây. Và mình sẽ đưa cho các bạn những cái danh sách của các trường đại học về hệ ngôn ngữ, thì các bạn hãy xem cái hình ảnh ở bên đây ha.
mình sẽ show các bạn xem. Và cái tiếp theo của mình muốn chia sẻ nữa là về cái có nhiều bạn hỏi mình là sau khi mà em học 2 năm xong hệ ngôn ngữ rồi thì em có thể ở lại Đài Loan làm việc hay không? Thì mình câu hỏi này á nó tùy thuộc như mình nói rồi. Câu hỏi này nó tùy thuộc vào các bạn có được cái người cái công ty mà bảo lãnh các bạn để họ làm visa cho các bạn làm việc hay không. Cái câu hỏi này tùy thuộc vào cái vấn đề đó. Có nghĩa là các bạn phải cần gọi là có công ty nào bảo lãnh cho các bạn gọi là chịu nhận các bạn làm hay không á thì họ sẽ bảo lãnh cho các bạn và làm visa cho có nghĩa là hỗ trợ các bạn làm visa làm việc. Thì đó là cái câu hỏi mình muốn trả lời cho các bạn khi các bạn hỏi về cái du học hay ngôn ngữ. Và cái cuối cùng là chúc các bạn bạn nào mà có mong muốn đi qua Đài Loan học du học thì nếu được, nếu các bạn có những cái thắc mắc câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại bình luận phụ luận bên dưới cho kênh của mình ha. Thì đó chính là động lực, cũng như là nếu các bạn thích thì các bạn để lại một like trên video này, hoặc nếu bạn không thích thì bạn để dislike, hoặc các bạn có thể nút subscribe để ủng hộ mình. Đó chính là động lực để mình ra những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.